Ê, cậu đang chụp ảnh à? Cho tớ chụp chung với. Được rồi, để xem đã nào. Ủa trời đất, thôi, chúng mình phải chụp lại một phát đi. Ok, lần này nhất định phải làm ảnh đẹp cho xem. Ơ kìa, sao có thể như thế này được? Sao trông mình xấu quá vậy? Thôi được, lại lần nữa nè. Xong rồi, kiểu như cũng đẹp trai lồng lộng. Ôi trời ơi, thật đấy hả? Áo sơ mi đẹp phết. Ờ, sao lúc nào có điện thoại dở hơi này cũng đơ? Chắc đây là địa chỉ giao hàng rồi. Wow, ngã sấp mặt. Sao giao hàng lâu thế không biết? Móp luôn cái hộp mất rồi. Nhưng mà kệ, có phải lỗi của mình đâu, tại lực hấp dẫn mà thôi. Đôi giày đây rồi, hàng đến hàng đến. Hàng của anh đây ạ. Không không, anh không cần ký tên đâu. Khiếp, hộp nát tươm rồi còn đâu. Cái hộp tan nát luôn. Chà, mong là đồ bên trong không bị làm sao. Cái khỉ gì đây? Đời nào mình lại đặt cái của nợ này chứ? Chồng mình mặc không biết sẽ thế nào nhở? Không, còn lâu đi, bể bóng mất. Chà, chán như con dàn. Xem nào, hay là cái váy này nhở? Không. Oh, cái này xinh này. Có vẻ họ vẫn còn cỡ của mình này. Sốt ruột quá, muốn mặc váy mới ngay cơ. Chắc đến rồi đấy. Xin chào, chị có một kiện hàng đây ạ, mời chị ký vào đây. Cảm ơn rất nhiều, chúc một ngày vui vẻ. Tuyệt, giao hàng siêu tốc thế chứ. Váy trông xinh quá này, phải mặc thử ngay mới được. Yeah, vừa như in luôn. Tắm táp thôi. Chẳng gì bằng cảm giác sạch sẽ. Chai dầu gội mới thơm phết đấy nhỉ. Lại còn lên nhiều bọt. Xả tóc thôi. Nước bị sao thế này trời? Kinh quá, đường ống bị gì? Thôi xong, bây giờ mình còn bẩn hơn lúc nãy. Tắm cái cho tỉnh người nào. Làn nước ấm áp, tắm thật dễ chịu. Nước đâu rồi? Yay, mưa tiền mới đã làm sao? Ăn hết kẹo mất rồi. Ơ kìa, hình như hết kẹo rồi. Chán thật, lại phải đi mua thêm rồi. Kệ đi, tiền là để tiêu mà. Cảm ơn vì đã mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi. Ôi trời, hàng dài thế nhở. May quá, sắp tới mình rồi. Mùa mỗi thế thôi à? Ừ, tôi chỉ cần thế thôi. Giơ tay lên đầu, cướp đây. Đưa hết tiền mặt đây, nhanh nhảu lên. Này, đưa tao thanh kẹo đó nữa. Nhưng tại sao chứ? Đèn hết phần thiên hạ mà. Của cháu gái đây. Xem nào, cho cháu mua thanh Milky ạ. Cháu muốn lấy vị nào nhở? Ôi khó ghê. Vị này hay vị này? Vị này, đúng, vị này đấy ạ. Kẹo ngon ngon hết sảy này. Gì đây?
chả có lẽ mình trúng 10.000 đô la sao? Yay! Khó tin quá đi mất, hên thật luôn. Ôi trời ơi, cháu thật may mắn. Cô gái trẻ này mới trúng 10.000 đô la ở cửa hàng của chúng ta. Ê, ngồi dịch sang cho tớ ngồi với. Xem tớ có gì này. Đúng rồi, kiểu gì tớ cũng trúng độc đắc cho mà xem. Xin mời đến với xổ số kiến thiết ngày hôm nay. Bạn có thể là người chiến thắng may mắn. Được rồi, bắt đầu nào. Con số đầu tiên là 10. Ngon nghẻ, tớ có số 10 trên vé nè. Tiếp theo là 45. Ok, tương lai có vẻ sáng lạn đấy. Nhìn này, tớ chỉ cần thêm một số nữa thôi. Ờ, thì để xem tiếp đi. Và bây giờ xin đến với con số may mắn cuối cùng của ngày hôm nay. Số 6. 6 á? Nhưng mà tớ cần 9. Không, bất công quá, suýt nữa thì trúng rồi. Xổ số đúng là trò may rủi. Thôi, tớ đi đây. Oh, xin hãy nán lại, tôi nhận được một thông báo. Rất xin lỗi quý vị, số cuối cùng thực ra phải là 9 ạ. Khoan, 9 á? Đó là số cuối cùng ở trên vé số. Mình sẽ trút hết nỗi buồn vào hộp kèm này. Ơ, cái khỉ gì? Thôi xong, cậu ấy thắng vé của mình. Đúng là ngày may mắn của bạn. Sao lúc nào mình cũng xui như quỷ vậy? Mấy túi đồ này nặng ghê gớm. Phiều, về tới nhà rồi. Dùng khuỷu tay gạt tay cầm này xem nào. Hay là mình dùng chân nhở? Gần được rồi, gần được rồi. Rồi, thôi, để đặt túi xuống. Cái cửa dở hơi, rõ là khó mở. Wow, đợi một tí, giữ cửa hộ tớ với. Ok con dê. Ôi, quỷ quân thiên địa ơi. Khổ thân cậu, tớ phải đi đây, muộn mất rồi. Chán đời. Ơ nè, để tớ cầm túi cho cậu nhá. Cảm ơn nhiều nha, may mà có cậu. Này đằng ấy, cậu vào trước đi. Cảm ơn đã giữ cửa giúp tớ. Tuyệt vời, bắt đầu một ngày mới thôi. Cả lớp, ai tìm X giúp cô nào? Em á? Vâng, để em ạ. Thôi xong, đồ của mình. Em xin lỗi, cô cho em nhặt đồ đã cô nhé. Thôi, lên bảng trước đi. Dạ vâng, em xin lỗi. Tìm X, mình giải ngon ơ. Thưa cô, em làm xong rồi. Sai, em làm sai ở ngay đây này. Đây là 0 chứ không phải 1. Ôi trời, mình ngu quá. Thôi, về chỗ đi. Ok, có ai muốn lên bảng không nào? Mong là thầy không gọi mình. Chán thật, cả lớp đầy người mà thầy lại gọi mình. Được rồi, mời em trả lời câu hỏi trên thẻ. Thủ đô của Canada. Câu này khó ghê. Được rồi cả lớp, câu hỏi thủ đô của Canada là gì? Chắc là thành phố này. Ottawa, đáp án chính xác. Wow, thật đấy ạ. Tốt lắm, mời em về chỗ. Bạn là người may mắn hay thường gặp đen đủi vậy? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nha.